đánh miết thì mồ mỏi tay cái được thôi. Quần áo được phơi hong khô bằng cách để cho khói nóng lên nó khô, nên là bay mùi khói rất là nặng. Cái thêm bị cái vừa tình cha nữa này đã giận đắng. Đây là cây rau chua, cái thân nó rất là chua, có thể dùng nấu canh chua được không anh? Được, canh chua hả? Bổ sung chất dinh dưỡng cho những ngày ấy. Ủa, gì đâu rồi, bỏ bố nè hả? Không, ăn thử, cắn thử một miếng. Đây em kiểm thử ha. Đây rau chua. Ngon. Cái mùi chua chua thì nó giống mùi me. Còn cái hậu rất chua. AB cứ mỗi lần ăn cơm là lấy ra ăn với cơm đấy. Ăn cơm sáng với món cá khô, xào lại với măng với thịt và canh mì tôm. Trong rừng ăn rất là đạm bạc thôi, ăn đủ dinh dưỡng no bụng để lên dốc hôm nay. Mọi người đang giữ lại lương thực thực phẩm giấu ở láng này để ít hôm khi trở về thì sẽ sử dụng, chứ còn bây giờ mà vác theo rồi hôm sau vác xuống thì rất là cực, đường hôm nay sẽ rất là khó khăn. Các anh đang bảo quản kỹ lại cái phần lương thực thực phẩm gồm cả gạo, mì tôm, thịt trong đó. Giờ mang treo lên cây hoặc là chôn dưới đất, đang tìm phương án. Phần này là xong rồi đấy. Tí mang đi giấu phần lương thực thực phẩm của những ngày tiếp theo đúng không anh? Bây giờ bếp lò đang nỗ lực xong sấy quần áo. Quần áo sẽ bay mùi khói côn trùng và kiến vắt sẽ bớt theo, hy vọng vậy. Mọi người đang dọn lán trại, tiếp tục hành trình ngày thứ 3 trên đường đi tuần tra tiểu khu 20C. Anh Đoan đang giấu đồ ăn trong bụi. Công tác ngụy trang phải làm cho thật là kỹ, chứ không là hôm đi về là không có gì ăn. Thứ nhất là tránh côn trùng, thú rừng phá cái đồ ăn. Thứ hai là biết đâu có ai đó vô đây. Hy vọng là không có ai. Hy vọng không ai đụng tới. Có lần nào mình giấu rồi lúc đi về tìm lại không ra mà anh? Có. Đơn giản như chuyến này là khó năng đi ra luôn. Để mấy đợt trước là không gặp trường hợp đó. Không biết chừng mới móc vô có thằng ở đây mình vô mình có gỗ có đồ nó cơm sẵn cho ăn các bạn. Bây giờ các anh tiếp tục hành quân ngày thứ 3. Khoảng là một ngày đi đường. Chuẩn bị lên tiểu khu 20C. Đoạn đường đầu hôm nay thì chúng tôi len theo khe đi lên trên cao. Một tí nữa thì sẽ giật dông lên đi vào các tiểu khu xa hơn. Con đường này có những bụi môn cao vượt cả đầu người. Ở rừng thì theo các anh thì môn này là môn độc và chúng ta không thể nấu ăn được. Nó chỉ dùng lá để lợp mái nhà thôi. Chúng ta không có thể làm gì hơn với cái lá môn này.
Bây giờ là đến điểm Dục Dông. Mọi người bắt đầu mang xe cạp, mang vớ, mang tắt để bắt đầu lên rừng dốc cao. Tuyến đường ngày hôm nay sẽ gặp rất nhiều vắt xanh. Đây là một trong những loài vắt cắn rất khó cầm máu. Ở đoạn dông này thì đoạn đầu tiên giật lên rất là mệt. Các bạn có thể thấy cái triền dốc rất là cao, mỗi bước chân là như một cái bậc thang cấp đi lên một bước cao hơn. Và ngày hôm nay là một hành trình mà chỉ có giật dông và đi lên, đi xuống cả một ngày. Tôi vẫn là người đang chốt đoàn, vừa giật lên một con dốc cao khoảng tầm 300-400 mét gì đó, nhưng mà là đoạn xuất phát nhưng mà lại rất là mệt, thở không ra hơi nữa. Các anh đang dẫn đầu phía trước. Ở phía trên triền dốc này thì có những bụi lộ ô này và những cây gỗ cỡ nhỏ. Phía trên kia có rất nhiều cây vườn. Chúng tôi đang ở đỉnh dốc bên này và các bạn có thể thấy nhìn thấy bên kia, các anh đang đứng nghỉ ngơi bên kia đó. Phải vượt qua một cái khe nhỏ đây, mỗi lần lên khe xuống khe tùy khoảng 5-10 mét thôi nhưng mà rất là mệt. Giờ mình lao xuống dốc, lên dốc rồi lại xuống dốc. Cái dốc này cao mà mệt quá, ngồi nghỉ ở đây mà mũi kiến rồi vắt bay lượn lờ, ruồi nữa, ruồi hút máu. Bây giờ chúng tôi bị xuống dốc, đường rất dài dốc. Như bạn thấy mấy anh mới xuống đâu có vài bước chân nó đã dưới tầm 3-4 mét rồi, này là 5 mét rồi. Đi dốc phải kèm theo lá cây, đường rất dễ là trơn trượt. Đi phải hết sức cẩn thận, phải giữ tốc độ đi nhanh mà phải cẩn thận sợ trơn trượt lá cây. Các bạn có thể thấy ở đây, đây là cái gốc cây mà mũ của nó chảy ra cái màu vàng, vàng chóe luôn. Ở đây có một cái loài nấm mọc lên gốc cây. Các bạn có thể thấy mọi người đang len lỏi qua các triền dốc để đi lên. Ở đây thì không có đường mòn, chúng tôi phải tìm những đường để có hướng đi, đi thẳng lên. Ở cái triền đồi này thì được bao bọc bởi những cái nhánh rễ cây rất là to, bao bọc cả một cái vách núi. Và những chiếc rễ cây như thế này nó cũng là như một cái bậc thang để chúng ta có thể bước lên được. Đường đi rất dốc nhưng mà nhờ những cái rễ cây như thế này mà bước đi nó cũng dễ dàng hơn một chút. Chứ còn mà dốc cao mà không có mấy cái rễ cây để bám, ngoài ra cộng thêm cái lá cây trơn trượt nữa thì rất khó đi. Ở đây có một cái sợi dây leo rất là ngộ. Thoạt nhìn thì tôi nhìn tưởng ở đây là con rắn lục, nhìn rất là đáng sợ. Sau nhìn kỹ thì nó là một sợi dây leo các bạn. Các bạn vẫn đang theo dõi hành trình đi tìm sao la của Phượt TV. Và chúng tôi đang có mặt tại rừng đặc dụng sao la Quảng Nam. Trong hành trình này chúng tôi đang đi qua các tiểu khu 14, 24, 22 và sẽ dừng chân đi tuần tra tại tiểu khu số 20C của rừng đặc dụng sao la Quảng Nam. Trình hôm nay là hành trình ngày thứ 3 của chuyến công tác và chúng tôi vẫn đang trên đường đến điểm láng cố định tại tiểu khu 20C. Nơi đây thì chúng tôi có khoảng 5 ngày để tuần tra khu vực này.
tiểu khu 20C của rừng đặc dụng Sao La Quảng Nam, nằm giáp với rừng đặc dụng Sao La Huế. Phía trước là anh Đông, tổ trưởng tổ kiểm lâm đi tuần tra đợt này, anh đang phát những cái bụi cây rậm rạp trên đường. Lối đường đi bị cây cối che phủ rất nhiều, việc đi lại rất là khó, phải phát nhẹ mới có thể di chuyển được. Cái điểm triều thế rồi sập xuống, bông đẹp thiệt. Các bạn có thể thấy rừng này rất nhiều vắt phải không ạ? Một cái con vắt nó đang bò lên cái đôi dép của mình, còn anh Đông thì đang đối chọi với một mớ vắt. Nó cắn rất là ngứa chân, nên anh bây giờ phải sát trùng bằng oxy già. Đi rừng thì khi mà đi mệt mình ngồi nghỉ thì cái những cơn gió nhẹ nhẹ rất là dễ chịu. Và đặc biệt là khi mà nhìn ngắm những cái cây xanh ở đây. Chúng ta lại tiếp tục hành trình của mình đi xuyên rừng. Ở khúc này thì là một con đường mòn nằm ven theo một cái vách núi. Cây cối thì mọc rất là rậm rạp. Trên đường chúng đi chúng tôi đã gặp rất là nhiều hoa rất đẹp. Hành trình ngày hôm nay còn rất dài. Cứ đi lên rồi đi xuống, dốc lên dốc xuống liên tục. Phía trước kia chúng ta có thể thấy một cái ngọn núi, một cái đỉnh phía bên kia. Chúng ta có thể thấy một cái chậu lan rừng ở trên cây. Đây là lan tai trâu. Đây là cây cau rừng, mà đây là thức ăn của dúi và khỉ khi rừng. Cái trái này sau này nó lớn hơn nữa em. Trái này là ba đai là lớn hơn tí nữa là hết rồi. Mày má cũng chín vàng là rụng xuống rồi. Như Sao La Quảng Nam mình thì loại cau rừng là nhiều không? Nhiều, tất cả tiểu khu như của Sao La Quảng Nam là tiểu khu mô cũng có cây cau này hết. Ở đây sẽ không có 4G. Ngồi nghỉ trên đỉnh núi mà ong kiến rồi ruồi muỗi bu quá trời, phải đốt một đống lửa nhỏ nhỏ không trong tầm khống chế được để xua bớt những cái ruồi muỗi, để ngồi nghỉ ngơi một chốc lát rồi lại lên đường. Bây giờ chúng tôi chuẩn bị xuống dốc để đi vào tiểu khu 20. Theo các anh miêu tả thì cái dốc này và dốc bên kia nó là hình chữ V. Thì chúng ta đang đứng từ cạnh chữ V bên này đi sổ xuống. Các bên kia là phải dựng lên một con dốc rất là cao nữa. Từ đỉnh dốc đến chân dốc là thấy mệt đúng không? Hay là thấy đỉnh dốc? Thấy mệt. Có một ông già khác đi từ chân dốc lên tới đỉnh dốc đi luôn, cái ông ta thấy là gì? Thấy ông già lúc nãy đang ngồi nghỉ mệt. Ai lấy tâm nói luôn. Biết nói gì bây giờ?
tôi còn lại rồi. Tiếp tục khác đây. Các bạn có thể thấy con đường này rất là rộng. Tuy có gió mát nhưng mà đường đi lật sóng những chiếc lá như thế này là những trong một cái khó khăn với chúng tôi. Nhưng mà với anh các anh kiểm lâm thì không có gì là khó khăn cả. Các bạn có thể thấy dốc rất là cao. Người đang trượt xuống, mình sẽ là người trượt phía sau cùng. Hôm nay và cái đường đi về hôm tới sẽ là một đường. Hôm nay tuột xuống thì khỏe, còn hôm sau mà leo lên dốc này thì chắc là rất là cực này. Cái chuyền dốc bên này thì mát mẻ nên là khi mà mình đi nó cũng thoải mái hơn. Lúc nãy mình có nghe bạn Tâm nói là lần trước Tâm đi về cái khu này lúc những tháng khoảng tháng 12, tháng 1 thì trời rất là lạnh. Đi lên này là tê tái. Mình sẽ cố gắng một lần thưởng thức cái lạnh của rừng Sao La Quảng Nam. Sẽ cố gắng. Không biết có đủ thể lực để đi tới lúc đó hay không. Các bạn có thể nhìn thấy những cái gốc cây rất là to. Những cây gỗ rất là quý ở rừng Sao La Quảng Nam. Ở đây phía bên này là một bên là thuộc vườn rừng khu bảo tồn của rừng đặc dụng Sao La Huế, còn bên này là thuộc về khu bảo tồn rừng đặc dụng Sao La Quảng Nam. Và chúng tôi đang đi trên cái đường ranh giới giữa hai bên. Ở cái con dông này thì cái chiều rộng của nó tầm khoảng 3 mét thôi. Các bạn có thể thấy đó, rất là ngắn và hai bên là một vực rất là sâu. Chúng tôi vẫn tiếp tục theo cái chuyền dốc đi thẳng xuống. Đường xuống dốc rất dài, mới đi cái nửa dốc mà ai cũng đã mệt rồi. Chúng ta hãy cùng tiếp tục hành trình. Xuống dốc mà đã mệt thế này thì không biết cái lúc về lên dốc chịu như thế nào đây. Chắc là khóc quá. Giờ cái đầu các móng chân mình rất là đau vì phải hãm xuống dốc này. Cái phần ép nhựa này, cả cái vớ cũng bị rách rồi. Rất đau. Các anh vẫn tiếp tục hành trình. Chúng tôi sẽ cố gắng đi nhanh hơn. Khu vực này thì giáp với Sao La Huế nên là cái thời tiết nó cũng lạnh hơn. Độ cao cao nhất trong những nơi của khu bảo tồn Sao La Quảng Nam. Chính vì vậy mà chúng tôi phải đến làm láng và tắm rửa thật là sớm, chứ muộn là khát trời lạnh, khó lòng mà sinh hoạt được. Đây là một cái cây lá nón. Khi đi xuống dốc và lên dốc á, thì tay chúng tôi phải bám vô cây rất là nhiều. Nhưng mà ở trong rừng thì có rất là nhiều cây, cây gai. Ví dụ như cây làm lá nón như thế này, hoặc là cây dây mai cũng rất là nhiều gai. Và khi mình đang cái đà mà bị tụt xuống dốc hoặc đang lên dốc mà bị tụt lại phía sau á, thì cần phải bám cây và bám vô những cây gai á, rất là đau. Ở trong rừng thì có nhiều cây chết khô, các bạn có thể thấy đó. Có thể nói là rừng đặc dụng Sao La Quảng Nam là một trong những cánh rừng mà được bảo vệ rất tốt. Thì mà có rất là nhiều, ở đây có rất là nhiều cây cổ thụ rất lớn, những loại gỗ rất là quý nhưng mà được bảo vệ rất là tốt. Trong các chuyến đi của tôi đến rừng Sao La Quảng Nam thì chưa thấy một cái cây nào bị cắt trên rừng cả.
hầu như là chúng đều ngã đổ do mưa bão hay sấm sét. Ở đây có một cái gốc cây mà cũng hai người ôm không xuể. Rất nhiều cây tương tự như vậy, rất bự. Cái chuyền dốc thì chuyền dốc cứ kéo dài và chúng tôi vẫn chưa thấy cái điểm thấp nhất của nó, vẫn cứ tiếp tục phải đi xuống thôi. Và tí nữa đi giật dốc lên thì dòng phía trước chắc cũng cao cỡ này nữa, thì rất là cực. Tôi nghe các anh kiểm lâm nói là khu tiểu khu 20 là một trong những tiểu khu mà xa và có đường đi khó khăn hiểm trở nhất trong các tiểu khu tại khu bảo tồn Sa La Quảng Nam. Ở đây có một cái gốc cây cỡ 4 người ôm, rất to. Chúng ta thấy chú chim màu đỏ ở trên chòm cây cao này, rất đẹp phải không ạ? Đường rất là rậm rạp, đi phải phát quang chứ không là rất khó để vượt qua. Rậm rạp rất là nguy hiểm khi mà trong những bụi rậm thì có những cái loại động vật mà nó có chất độc cắn hay nó bâu theo thì rất là mệt. Dài sổ dốc thì bây giờ chúng tôi bắt đầu giật dông lên. Anh vẫn đang đi lên. Khu này có nhiều chim kêu vang khắp cả khu rừng. Rồi mọi người bắt đầu leo lên. Đó, chỗ đó là độ cao 5m đó. Mà đã dốc dựng đứng rồi. Cái đúa rồi cũng không cho ăn. Chưa được trưởng khẩn, tắm chết tăng ăn. Ăn thâu chứ có ép đâu mà. Giờ Tâm đang làm đũa. Sáng nay đi quãng đường rất dài. Anh em cũng gần mệt rồi. Chuẩn bị ăn trưa. Mệt rồi nhỉ. Mấy gặp mệt thế. Mệt thôi, được chưa? 2 tiếng là tới. 2 tiếng là tới chỗ đông điên lắm cả. Vì cái dốc này mình đi nghỉ hơi bị nhiều. Tôi Phục TV và tôi là Tội Nguyễn, đang trên hành trình đi tìm Sao La. Hiện nay thì tôi đang có mặt trên khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Hành trình của chúng tôi hôm nay đang đến với tiểu khu 20, một trong những tiểu khu xa nhất của khu bảo tồn Sao La, Quảng Nam. Đường đi rất là khó khăn. Hai ngày trước thì chúng tôi đi đường vào rừng, còn ngày hôm nay thì chúng tôi đi theo các tiểu khu và sẽ đi vượt những con dốc rất là cao để đến với tiểu khu số 20. Hiện nay thì sau khi xuống một con dốc rất sâu thì bây giờ bắt đầu hành trình đi ngược lên. Trời đã muốn làm mưa, đường này mà mưa thì chắc trơn trượt lắm. Dốc này kéo dài, rất mệt. Ngày hôm sau mình về đây, xuống đây thì khỏe, qua lại lên lại dốc bên kia lại mệt nữa. Vừa cây rất là nguy hiểm, rất dễ trơn trượt. Anh Kiểm Lâm đang nghỉ bên kia tán rừng. Hành trình này rất là mệt. Đi một tí xíu mà đã thở không ra hơi rồi. Và bây giờ sau từ cái chỗ các anh nghỉ, chúng tôi sẽ giật cái dốc đó lên cao hơn
hành trình còn tiếp tục khó khăn. Đứng ở dưới mà chỉ phải ngước cổ thật là cao lên thì mới thấy được cái định của nó. Cuối cùng thì mình cũng đến đi theo được các anh đến đỉnh núi, được đặt tên là đỉnh Ông Sơn. Trời đã bắt đầu đổ mưa vì quá lâu nên là đã mục nát hết rồi. Đông đang chẻ cái sợi dây mây ra làm hai để có thể cột. Hơn 6 ngày chúng tôi sẽ ở khu láng này nên công tác làm láng được làm thật cẩn thận và chắc chắn. Bếp đã bắt đầu nổi lửa và bây giờ là bữa tối ở trong rừng.